Hello, Chiến hả? Dạ. Rồi, hôm nay có cái đề tài gì mà chị muốn gọi là thấu hình đây chị? Chị cứ kể ra đi. Thấy không? À, Hôm tình hình trong nước rồi này nọ đó. hôm nay là ngày 8 tháng 5 2024. Tôi là Trương Thị Yến, gọi là Yến Trương, một dân quan bên công ty Trường Thịnh. Hôm nay tôi lên nói một cái đề tài rất là bức xúc, rất là căm hận cho chính quyền Việt Nam nói mà không làm, để cho người dân chúng tôi phải phải kêu bằng quá trời bức xúc đi. Không biết cái dùng cái danh từ nào mà nói cho nó hả hết cái cơn giận. À, tôi là một dân quan của Trường Thịnh, mà cũng một dân quan ở quận 2, Thủ Thiêm và Trường Thịnh. Phan Văn Mãi lên đài nói những dự án treo phải nói là dự án treo của dân quan Thủ Thiêm và Trường Thịnh nó quá trời nhiều luôn. Lấy đất của người dân, cũng như hồi đời Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Đua, Thái Thị Hạnh, Nguyễn Cư, Lê Thị Kim Dùm, nguyên một tập đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh vào quận 2, cướp đất của dân quá trời nhiều. Lúc cướp đất của dân á, thì đem cần cẩu, bù cạp, lại đập phá nhà cửa người ta tan hoang, để đất trống cỏ mọc hoang, cất nhà cao tầng mà không có ai mua, mà không có ai ở. Mà người dân Thủ Thiêm và Trường Thịnh á, bây giờ thấy màn trời chiếu đất lang thang lứ thứ. Mà bây giờ Phan Văn Mãi nó nói là những dự án treo lấy đất của dân Hồ Chí Minh, tại sao Phan Văn Mãi không nói là Thủ Thiêm và Trường Thịnh đi? Cái thằng đời á, là bàn tay sắt của Lê Thanh Hải cướp đất của dân 20 mấy năm, mà Nguyễn Phú Trọng không bắt được Lê Thanh Hải, không dám bắt Lê Thanh Hải. Không biết thằng Lê Thanh Hải nó là cái gì mà Nguyễn Phú Trọng sợ. Rồi tất cả những Nguyễn Xuân Phúc hay là Nguyễn Phú Trọng hay này kia đều sợ hết. Thì bây giờ Tô Lâm, ông đương thời, ông muốn làm bá chủ ở nước Việt Nam rồi đó, thì ông phải thu hồi đất dự án treo. Ông ra lệnh cho thằng Phan Văn Mãi á thu hồi đất những dự án treo và thu hồi đất công ty Trường Thịnh và đất ngoài ranh, trả lại cho nhân dân. Hôm nay Trương Mỹ Lan với Lê Thanh Hải cấu kết với nhau cướp đất của dân, trả tiền dân một bằng một tô phở một mét vuông, nó bán ra mấy tỷ. Vậy chứ đất trống cỏ mọc hoang, nhà cất cao tầng, tại sao không trả lại cho người dân? Thằng tham nhũng này cướp đất của dân, hút máu của dân, đem ra kỷ luật ở ở mà trung ương Nguyễn Phú Trọng. Kỷ luật đâu? Cướp đất của dân, hút máu của dân, giết dân như vậy mà kỷ luật. Còn những người dân đói khát màn trời chiếu đất, ăn cắp con gà, con vịt hay là ổ bánh mì, lại ở tù chung thân. Còn tụi nó mấy ngàn tỷ, mấy chục tỷ. Mỹ Kim chứ đừng có nói là tiền Việt Việt Nam mất công, mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Yêu cầu Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Phạm Minh Chính
ba người ở Trung ương phải bắt khẩn cấp Lê Thanh Hải, trả đất cho người dân Thủ Thiêm và thu hồi đất công ty Trường Thịnh của bà Trương Thị Yến lại cho nhân dân. Đất của bà Trương Thị Yến nó rõ như lòng bàn tay, nó đã sai phạm 100% rồi, mà thằng công ty Trường Thịnh nó chạy trốn rồi, mà mấy thằng chủ tịch phường với quận và thành phố nó vẫn bảo kê, nó vẫn duy trì đất đó mà không trả lại cho bà Trương Thị Yến, mà để cho bà phải la làng hoài về thành phố Hồ Chí Minh. Bà la đã đời ra tới Hà Nội, ở Hà Nội 3 tháng trời rồi 2019, từ cơ quan cho đến nhà của các vị, mà các vị vẫn làm ngơ, tối ngày cứ kiếm chuyện với nhân dân, hút máu nhân dân, mà không có mà biết cái gì là liêm sĩ, cái gì là đạo đức. Bắt tham nhũng thì phải thu hồi, tịch thu hết tài sản của thằng tham nhũng trả lại cho nhân dân, và đem những cái thằng tham nhũng như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Đua đó, Nguyễn Tư, Lê Hoàng Quân đó, Nguyễn Đua đó, phải đi tử hình cho những cái thằng tham nhũng 63 tỉnh thành nó sáng mắt ra. Thành ra ở nước Việt Nam mình đâu còn tham nhũng nữa, mà đâu còn dân quan nữa, mà để cho những người dân quan 63 tỉnh thành và tất cả những người dân quan và bà Trương Thị Yến đi ra Hà Nội kêu gào thảm thiết, mà mấy vị hả vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ biết tiền bỏ túi và thu hái những cái ích lợi nhóm và tiền của để chi đầu này đầu nọ đầu kia gửi ra nước ngoài, mà để cho nhân dân phải khổ. Yêu cầu Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính phải sống vì dân, phục vụ cho dân, chứ đừng có sống vì bản thân mình, ích lợi nhóm, mà bao che những kẻ cướp, những cái thằng quận, phường, thành phố, phải bắt nước ra Trung ương, phải tịch thu tài sản của nó, phải làm như thế nào chứ không phải mà hút máu nhân dân, cướp của nhân dân, đập phá nhà cửa nhân dân để dân màn trời chiếu đất rồi đem ra Trung ương kỷ luật, rồi thằng nào bỏ ra một số tiền rồi cái thằng đó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Kỷ luật cái kiểu gì hả? Yêu cầu mấy ông phải sống vì dân, phục vụ cho dân. Mấy ông lên làm chức những chức cao để đại diện cho nhân dân, làm những việc đúng, chứ không phải mấy ông lên để làm chức vụ đó mà tàn sát nhân dân, hút máu nhân dân. Cái đó gọi là bất nhân bất nghĩa. Tôi đã nói nhiều lần rồi, làm có đức á, mặc sức mà ăn. Còn những con người mà lãnh đạo cao nhất làm thất đức, hốt đức mà ăn. Yến Chương xin lỗi vì câu nói nó không có tế nhị, nhưng mà quá bực tức, tôi không còn cái lời lẽ nào để nói với các ông. Thì bây giờ Phan Văn Mãi, chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, nó vừa lên nó nói là phải thu hồi những dự án treo, thì phải thực hành, chứ đừng như Nguyễn Thành Phong nói mà không làm, Nguyễn Xuân Phúc nói mà không làm. Sống vì dân phải lo cho dân, chứ đừng hút máu nhân dân. Những người dân quan của chúng tôi khổ quá rồi, đời sống dân chúng tôi ổn định, mà mấy ông hả lạm quyền chức vụ quyền lực để cướp đất nhân dân. Thằng này ăn hết xuống, thằng khác lên bao che,
cứ đòi chủ tịch và đòi bí thư và đòi quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm đời rồi, có thằng nào là nên thân nên hình không? Hả? Thằng nào lên cũng nói hay lắm, lo cho dân, sẽ giải quyết cho dân Thủ Thiêm. Chiến trường đã có biết bao nhiêu là cái giấy văn bản của Trung ương gửi về thành phố Hồ Chí Minh, đời Nguyễn Thành Phong. Nó nói không à. Nhưng mà bà Trương Thị Yến nó xin lỗi chứ. Lại trước cửa 86 Lê Thánh Tôn, quậy banh bành. Tôi ra cửa trước, chủ tịch nước cửa sau, chạy cửa sau. Tôi ra cửa trước, Nguyễn Xuân Phúc chạy cửa sau. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chạy cửa nào? Trốn bà Trương Thị Yến đây. Ngon ra đối mặt với bà Trương Thị Yến đi. Hồi 2019. Nhưng mà Nguyễn Thành Phong vẫn im lìm. Còn Phan Văn Mãi, từ ngày ông lên tới giờ tôi chưa đối diện đến ông. Tôi hẹn với Phan Văn Mãi, một là thu hồi đất công ty Trường Thịnh, vì công ty Trường Thịnh là dự án treo, dự án ba. Mà thằng công ty Trường Thịnh bây giờ chạy trốn rồi, mà thằng Phương với thằng Quận á, nó vẫn duy trì giữ miếng đất trống của bà Trương Thị Yến để cỏ mọc quan. Mà con cháu bà Trương Thị Yến và 22 hộ dân và ba gia tộc của công ty Trường Thịnh phải màn trời chiếu đất. Đất của bà Phạm Thị Bích Thủy đó thưa ra tòa án đó, mà có thi hành án rồi đó, mà thằng Nguyễn Thành Phong nó có thi hành không, hay là nó giấu giếm rồi nó trốn luôn. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là Tô Lâm đó, ông nói ông sẽ dẹp loạn những cái tên tham nhũng, những cái tên hút máu nhân dân. Thì bây giờ đề nghị Tô Lâm khẩn cấp bắt Lê Thanh Hải bàn tay sắt che cả bầu trời thành phố Hồ Chí Minh, bắt khẩn cấp đem ra tử hình, bà Trương Thị Yến mới phục, và thu hồi đất công ty Trường Thịnh trả lại cho bà Trương Thị Yến. Tôi nói một giây phút cuối cùng tôi không bao giờ bỏ cuộc, tôi sẽ lên nói hoài hoài, tôi sẽ về Việt Nam, tôi sẽ bị biểu tình. Mà một khi tôi biểu tình là tôi không có sợ. Trước cửa Nguyễn Phú Trọng, trước cửa tất cả ở tứ trụ triều đình tôi đều lại quậy, mà nhà cũng đến, cơ quan cũng đến, huống hồ gì thành phố Hồ Chí Minh là Phan Văn Mãi là cái gì mà tôi phải sợ. Tôi sợ cái lẽ phải, cái sự đúng, chứ tôi cái sự mà bao che cho kẻ cướp, làm nhục thể quốc gia, hút máu nhân dân, không bao giờ tôi sợ. Tôi không khắc phục một cái thằng nào mà làm sai trái, tôi chỉ sợ những người làm đúng, tôi nể những người đó thôi. Mà tôi thấy tất cả những người Việt Nam, cơ quan ở Việt Nam, có thằng nào làm đúng đâu. Nếu thằng nào làm đúng thì giải quyết cho đô thị mới Thủ Thiêm và thu hồi đất công ty Trường Thịnh trả cho bà Yến, là để cho bà Yến kia mà mệt mỏi phải chữ, phải bới, phải kêu gào, phải nói, phải giải thích, mà có thằng nào nghe đâu, không thằng nào nghe hết. Thì yêu cầu bây giờ Tô Lâm, nếu ông dẹp loạn những cái tên tham nhũng được thì ông phải làm khẩn cấp nội trong năm nay 2024 này, giải quyết Thủ Thiêm và thu hồi đất công ty Trường Thịnh trả lại cho bà Yến. Thì bà Yến không nói nữa. Mà tôi nói cho các quý vị nghe, nhân dân muốn cho đất nước yên bình, cho người dân được thoải mái, chứ từ ngày
1975 tới giờ tôi thấy nhân dân rất là khốn khổ lầm than. Cướp đất xong, lúc cướp đất á, thì rất nhanh, mà lúc trả đất á, phải phải kiểm tra cứu xét. Mà bây giờ á, cái bộ đơn của bà Trương Thị Yến gửi ra Trung ương vừa rồi, cách đây 2 tháng rồi, Trung ương chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Thằng Phan Văn Mãi á, nó chuyển qua thanh thanh tra thành phố, mà thằng thanh tra thành phố nó nói trong thời thanh tra 45 ngày mà bữa nay á, là 50 ngày rồi. Thanh tra thành phố có làm được cái gì hay không? Mà trong khi đời Nguyễn Thành Phong thanh tra toàn diện của đất công ty Trường Thịnh rồi, mà trong thời thanh tra mới có 30 ngày hà, mà Hồng Nguyễn Phước Hưng, Hồng Nguyễn Thành Phong cho cất 3 căn nhà đường Lương Định Của, không có một miếng lộn, mà trong khi đất của nhân dân còn đang thưa gửi. 45 ngày thanh tra toàn diện mà 30 ngày nó cho cất nhà rồi. Rồi cái lực pháp ở thành phố Hồ Chí Minh đâu? Cái công lý ở chỗ nào? Ồ, mấy ông nghĩ là lực là sao? Tao là lực hay sao? Tao muốn làm cái gì là tao làm. Để cho người dân muốn. Trong khi đó hả, mới có 30 ngày mà tôi đang ở Hà Nội mà tôi phải chạy về 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 tại đất mà tôi la, tôi quậy. Mà tụi nó dửng dưng à, tụi nó đem hả, tụi công an an ninh gì tụi nó áp chế tôi, mà trong khi người dân hả, không một tấc tấc sắt nắm trong tay, mà tụi nó đem lực lượng nào, súng nào, dùi cui nào này kia đàn áp người dân, dân mình có làm lại hay không? Phải nói là ăn cướp mà có mọc đỏ, có dùi cui, có súng, mà người dân nhà cửa đàng hoàng nó lại nó cướp mà nó đem cái lực lượng của nó lại á, người dân có làm lại với tụi nó hay không? Đó, tôi nói á, tôi là bà Trương Thị Yến, nói cho cô Lâm biết phải giải quyết Thủ Thiêm và thu hồi đất công ty Trường Thịnh để trả cho bà Yến nha. Nghe cô Lâm, tôi nói ông á, từ đây đến cuối năm 2024 là phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh để trả cho bà Yến nha. Bằng không tôi về tôi quậy luôn cái đất nước Việt Nam nó thu quất á. Đừng có trách tôi. Tôi cũng nói là các vị sống phải vì dân, phục vụ cho nhân dân, chứ không phải mà sống vì bản thân cá nhân mà để cho người dân chúng tôi phải lầm than khốn khổ. Yến Chương tự nãy giờ Yến Chương cũng nóng, mà xin chào tất cả bà con dân quan 63 tỉnh thành và bà con dân quan Thủ Thiêm và vườn bà con vườn rau Lộc Hưng. Thì cách đây mấy ngày chú Trực có nói chuyện với tôi, thì thấy cái vườn rau Lộc Hưng cũng khốn khổ, mà dân vườn rau Lộc Hưng nó thì quá hiền, không có đi biểu tình như bà Yến, mà không có nói dám nói cái gì hết. Thì yêu cầu các vị phải giúp đỡ giải quyết, phải nói giúp đỡ giải quyết cái gì, phải trả đất cho người dân, những người dân quan 63 tỉnh thành, giải quyết cho Thủ Thiêm, thu hồi đất công ty Trường Thịnh trả cho bà Trương Thị Yến và giải quyết cho vườn rau Lộc Hưng đó. Bà Yến á, già rồi nhưng mà sống có một cái tâm, cái đức, cái suy nghĩ tất cả cho bà con dân quan, tại vì bà Yến từng đi chung với dân quan ba miền rồi, phải nói là dân quan 63 tỉnh thành bà Yến cùng có đi đó. Thì bà Yến lên tiếng nói mạnh mẽ nhất, thì ngày hôm nay tất cả cái clip này mong Tô Lâm phải giải quyết trả đất trả nhà cho người dân, những người dân quan, nhất là thu hồi đất công ty Trường Thịnh của bà Yến để trả lại cho bà Yến. Chứ một khi bà Yến đã nói bà Yến không sợ ai hết. Bà Yến nói quạch tẹt ra, không phải những đất mà nói tất
tả những cái gì bức khúc của người dân, không tự do, không nhân quyền, không có tiếng nói của người dân. Những người dân không nói, chứ bà Yến nói là bà Yến không sợ hết đó. Thì yêu cầu Tô Lâm phải thực hành những cái yêu cầu của bà Yến, và Phan Văn Mãi phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh để trả cho bà Yến. Gì đất công ty Trường Thịnh, dự án 3, dự án treo, dự án không có một cái gì hết, mà để 22 hộ dân tôi và ba gia tộc phải khốn khổ mà trời chịu đất. Thôi chào tất cả những bà con dân quan Thủ Thiêm, mong dân quan, bà con dân quan Thủ Thiêm phải đoàn kết và cố gắng một lòng, hãy đánh thắng tội tham nhũng, tội cướp đất một bè lũ tay sai, để đòi những cái đất, cái nhà của người dân chúng ta. Vậy mà đi hỏi đồng bào ơi, đòi đất đòi nhà nghe bà con Thủ Thiêm. Vậy mà đi phải đòi đất đòi nhà, đòi quyền lợi và tài sản tự do dân chủ của chúng ta. Chính chương xin tạm biệt rồi đấy chú.